Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện món kim chi cà pháo. Nguyên liệu để mình thực hiện món kim chi cà pháo này là mình chuẩn bị đó là 300g cà pháo. Mình lựa trái vừa vừa, không non quá mà cũng không già quá để cà có độ giòn. Ớt bột 2 muỗng, cái này mình sử dụng 2 muỗng canh, một nhánh gừng, 2 trái ớt và khoảng 5-6 tép tỏi, nước mắm ngon 3 muỗng và 2 muỗng đường. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên là cà, mình sẽ chuẩn bị trước một tô nước và mình đã có bỏ một chút muối để mình cắt cà. Cà này nếu mà các bạn có thể cắt đôi hoặc cắt ba thì tùy thích. Mình ngâm qua nước để cho cà của mình không bị thâm và nó bớt cái he trong cà. Trong thời gian mình ngâm cà thì bây giờ mình sẽ mang ớt, gừng và tỏi mình đi xay. Mà các bạn có thể giã hoặc xay nhé. Mình xay xong rồi thì mình sẽ cho cái phần gừng, ớt và tỏi vào một cái tô để mình làm nước để mình ngâm cà nhé. Bột này thì mình sử dụng ớt bột Hàn Quốc nhưng mà các bạn có thể sử dụng ớt bột mình hay dùng bình thường cũng được, không cần phải, không nhất thiết phải ớt bột Hàn Quốc. Ớt bột Hàn Quốc thì nó cái màu nó đẹp hơn và cái độ cay nó ít hơn. Mình sẽ cho cái phần ớt bột vào. Nếu mà các bạn muối cái muối cà cái kim chi cà pháo này, nếu mà muối nhiều thì cái phần nước mắm và đường này mình sẽ mang mình nấu lên nhé. Mình nấu lên để mình để được lâu nhé. Còn đây mình làm rất là ít, mình làm như đây thì mình làm buổi sáng là để buổi chiều mình ăn rồi, nên là mình không cần nấu. Mình làm như kiểu mình muối cà sổi vậy thôi. Mình cho phần nước mắm vào. Cho phần đường vào. Nếu bạn nào mà thích thì mình có thể cho thêm một chút hành tây nhé. Mình trộn hỗn hợp này và mình đợi cà mình ngâm được khoảng 15 phút, mình đi vớt cà, mình đi rửa lại khoảng 2 lần nước. Mình để đây đã nhé. Mình ngâm cà xong và mình rửa lại nước sạch khoảng 2 lần. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình trộn cà nhé. Mình làm cà này thì mình có thể để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để cà mình ăn nó được giòn hơn và nó ngon hơn nhé. Mình làm để mình ăn liền thì mình có thể cho mình vắt thêm nước chanh được nhé. Mình sẽ vắt thêm nửa trái chanh để chiều mình ăn nó sẽ được chua hơn. Cái màu của ớt bột thì nó rất là đẹp. Rất là thơm mùi gừng. Mình sẽ vắt thêm nửa trái chanh nhé. Mình muối nhiều thì mình không nên vắt chanh nhé, tại vì mình để lâu mình vắt chanh nó sẽ bị đắng. Cái này mình muối buổi sáng để chứ buổi chiều mình ăn, hay là mình vắt chanh mà. Tại vì
muối ăn liền, nó chưa có độ chua, mình thêm chanh vào nó có độ chua ăn sẽ rất là ngon. Vậy là mình làm xong rồi, bây giờ mình sẽ để ngăn mát tủ lạnh nhé. Và khi nào ăn thì mình sẽ lấy ra và dùng. Bạn, đây là kim chi cà pháo mà mình đã ngâm và mình để trong tủ lạnh được khoảng 4 tiếng. Bây giờ mình lấy ra để ăn đấy các bạn. Nhìn màu rất là hấp dẫn mà. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu thích kênh của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các bạn.